À, có những câu trong Phật pháp dạy chúng ta rất hay và nhắc nhở chúng ta cẩn thận từng ý niệm. Có một câu mà Hòa Thượng Tịnh Không người giảng nhắc nhở chúng ta rất là hay. Ngài nói rằng chỉ cần một ý niệm thiện của bạn phát lên, dù là bạn chưa làm, nhưng thiện thần đã đến gần với bạn. Một ý niệm ác của bạn phát lên muốn hại người, dù bạn chưa làm được xong việc ác đó, nhưng ác thần đã đến gần với bạn. Nên mỗi một ý niệm của chúng ta rất quan trọng, nhớ kỹ. Nên mình mỗi ngày mình niệm Phật, lễ Phật đây, quý vị phải nhớ là mình đang lễ cái tâm kiêu ngạo của mình hạ xuống, để cái tâm Phật mình phát ra. Quý vị phải biết rằng là cái tâm kiêu ngạo, cái tâm ngã mạn, cái tâm mà suy nghĩ hại người khác của chúng ta, nó gọi là nó quân tập của nhiều đời nhiều kiếp, sâu dày ghê lắm. Nên Phật không có cần mình phải lại các ngài đâu, nhưng mà lấy hình tướng của Phật, bổn nguyện của Phật, chúng ta lễ lại, vì chúng ta không thể nào chịu lại con người. Cái tâm kiêu ngạo mình không thể nào chịu lại người khác. Thí dụ như vợ chồng mình sống với nhau nè, mà mình còn tính toán so đo từng chút qua lời nói, có khi mình không làm được gì thì mình chịu đựng, nhưng mình cũng chưa chắc chịu thua. Còn mình làm được chút việc là bản thân mình sẽ kiêu ngạo, không chịu thua đối với vợ với chồng. Tâm kiêu ngạo ghê chưa? Nhớ không? Đó. Cái tâm kiêu ngạo này đáng sợ lắm quý vị. Nên mình mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật để lại cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình hạ xuống. Nên có nhiều người, thí dụ như người ta sắp xếp, nó lên, người ta lễ Phật một chút, xong người ta bận việc, người ta chạy ra. Nhưng có khi cái lễ Phật của người ta khi đụng chuyện, người ta không giải quyết được vấn đề. Tại vì khi mình lễ Phật, bản thân mình cũng chưa hiểu. Nên chúng ta dùng cái là hành giải. Mình hành xong mình giải ra, để thông tâm, để khi mình gặp những sự cố gì, bản thân mình không hờn trách. Quý vị biết rằng có những người trong chùa tu 8-9 năm kìa, ta bước ra khỏi chùa là ta ăn mặn là liền kìa. Chứ vì biết, thì vì biết rằng là cái tâm người ta không ở trong chùa, cái tâm người ta không ở trong ngôi Tam Bảo, cái tâm người ta không phải là tu đạo, mà là do cái nhân duyên của người ta được ở như vậy thôi. Đây là có rõ ràng xác thực luôn quý vị. Nên những Đức từng nói cái câu nói rằng là Tam Bảo trong tâm mình là chính. Tam Bảo trong tâm mình là cực kỳ quan trọng, vì Tam Bảo trong tâm mình không ai phá vỡ được hết. Nên Phật từ tâm không ai lấy được. Nếu như tìm ông Phật bên ngoài thì chúng ta là kẻ cùng tử lang thang, giống như buổi trưa hè mà đi bắt bóng. Nên mỗi người phải niệm Phật, lễ Phật, ra ông Phật của tâm mình. Ông Phật là mình đó quý vị, mà mình là ông Phật được bao nhiêu phần trăm. Nên mình mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật để phát ông Phật của chính mình ra bao nhiêu phần trăm. Nên cái tâm kiêu ngạo ngã mạn mình kinh lắm, đáng sợ lắm. Cái tâm chỉ trích, cái tâm hại người của mình ghê lắm. Nên những Đức nói rất nhiều lần, những Đức nói rằng là mình rất muốn giảng sanh về cực lạc. Nên trong cái cuộc đời này, thà mình trả trong cuộc đời này, chứ tôi không muốn trả trong tam đồ ác đạo. Nên quý vị để cho tôi trả thoải mái. Nên bây giờ ai muốn đòi là tôi sẽ trả, đòi cách nào tôi cũng trả. Vì chúng ta mang cái mạng giả tạm này, trả đi. Bây giờ quý vị thấy những Đức cũng là làm chuyện này chuyện nọ, cũng thiện cũng nhiều, quý vị thấy thế không? Nhưng khi mà những Đức trả là những Đức cũng trả tới cùng luôn đó. Và mình phải vững tâm đứng lên để tiếp tục niệm Phật. Chắc chắn rằng trong số lượng nhiều người quý vị sẽ có những người nói rằng nếu như mà mình
nằm cái vai trò như cư sĩ Nhân Đức, vua chắc mình không biết có đứng lên được hay không, vì cái rớt đó nó cao quá, thì đỉnh cao rớt quá. Thấy không? Nhưng mà nếu quý vị muốn sanh cực lạc thì ví dụ quý vị có rớt bao nhiêu lần, quý vị vẫn tiếp tục đứng lên và niệm Phật sanh cực lạc. Vì vì không đứng lên có không ai thương quý vị, có không ai giúp quý vị đứng lên làm gì. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà nếu thật sự quý vị muốn giảng sanh cực lạc thì quý vị đừng bao giờ đòi hỏi công bằng thế gian, mà phải tin nhân quả. Câu này hay lắm đó. Quý vị mà đòi cái công bằng thế gian, quý vị sẽ phiền não trùng trùng. Thật sự mà nói cho quý vị biết chứ, ở thế gian dù cho người ta có xử phân một cái gì quý vị nhìn như công bằng, nhưng đó chỉ hình thức công bằng thế gian thôi. Nhưng nếu nói về sức thế gian chưa nói lên gì. Hiểu chưa? Nên chúng ta phải tin nhân quả nó mới là sức thế gian pháp. Thì đã là tin nhân quả thì quý vị phải nhớ kỹ là quý vị đừng bao giờ đòi hỏi cái công bằng, là khi quý vị đã làm thiện là không ai chửi quý vị, đã làm thiện thì không ai hại quý vị, đã dễ thương thì không ai chỉ trích quý vị. Đừng bao giờ quý vị đòi hỏi cái này, tại vì quý vị mới có được ở cái đời này thôi, nhưng nhiều đời nhiều kiếp trước nữa. Nên Phật có nói là phải tin nhân quả, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Đúng không? Nên cái tin nhân quả là một cái pháp cực kỳ thù thắng, mà mười phương chư Phật không bao giờ bỏ cái pháp này. Nếu bỏ cái pháp nhân quả thì không còn nói Phật pháp được nữa. Nhớ kỹ. Nên Ấn Độ thì nói dạy nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức. Quý vị biết có những người mình nói luân lý đạo đức nhưng mà mình dẫm bừa nhân quả nó còn đáng sợ hơn. Khi con người đã tin sâu nhân quả, dù cái nạn tai gì đến quý vị thì vị cũng đứng lên, vì vị tin nhân quả. Tại vì quý vị đã tin nhân quả thì vị có làm thiện bao nhiêu việc thiện thì quả báo nó đến thì quý vị phải trả thôi. Và tiếp tục phải vị tiếp tục mà cố gắng. Nên những đức từng nói rằng cuộc đời tôi không mong mỏi quý vị chen vào nhân quả của tôi. Cũng như là Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh, nghiệp lực của tôi quá nặng nề, người ta muốn ra mặt để giúp đỡ, nghiệp lực của tôi rất nặng nề. Người ta chửi các ngài, có người khác muốn binh các ngài nói đừng đừng binh tôi, hãy để tôi trả đi, nghiệp chướng của tôi quá nặng nề, tôi phải trả thế gian này để tôi sanh cực lạc. Dụ như bây giờ Nhân Đức nói chuyện, cái cách quơ tay Nhân Đức cũng là nhân quả. Bây giờ người ta nói mình là chỉ gì không được thì Nhân Đức chúm là gì? Tại vì Nhân Đức đã nó hình thành nhân quả, thấy không? Nên nói chuyện phải động tác, nói chuyện phải có động tác, đó là phát ra một cái tự nhiên của Nhân Đức. Nói chuyện phải có một cái gì để diễn đạt Nhân Đức mới thích. Còn kêu Nhân Đức để gì, im gu gì để nói cái miệng thôi, thì cái sự mà biểu đạt của Nhân Đức nó không phải là mạnh mẽ với cái tính tình của Nhân Đức được. Tính Nhân Đức là phải nói làm sao mà nó phải có một cái biểu đạt mạnh mẽ, quyết đoán, rồi phải có một cái gì đó. Lúc trước thì ưa chỉ gì ta nói mình rồi, thấy không? Bây giờ tôi chúm là gì, biết ai nói không? Nói nữa cũng tốt, cái gì đó. Nên ta quý vị thấy là tôi chúm chúm là gì không? Chúm là tôi quay là tôi không à? Tôi quay 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 là tôi. Nào, thì ta nói thì mình sửa thôi. Nhưng mà bây giờ kêu tôi dẹp luôn, để cái tay gì luôn, như bao nhiêu người khác, thì quý vị hãy tự làm đi. Còn chuyện của tôi cố gắng mà. Thí dụ như nói về nhân quả, quý vị thấy lạ lắm. Có những người ta không thích, nhưng mà mình chỉ cần đưa cái bài nào mình nói chuyện lên là người ta nhào vô coi. Mà người ta vẫn là không thích. Mình cũng mong một ngày nào họ thích. Tại vì sao? Vì một ngày nào bạn sẽ gặp trường hợp giống như tôi đã nói. Tin chắc 100%. Những gì tôi nói nhất định chúng ta sẽ gặp. Bạn hãy chờ xem. Bạn hãy chờ xem. Nhân quả không tha bất cứ ai đâu bạn à. Đời này bạn mắng chửi người khác thì nhất định bạn sẽ bị mắng chửi là thôi. Bây giờ chưa đến với bạn nhưng nó sẽ đến với bạn. Bạn yên tâm. Nó chạy chờ cũng không khỏi không khí nữa. Nên bạn hãy để cho họ chỉ trích chửi nhau thoải mái đi. Rồi bạn sẽ thấy một ngày nào bạn nghĩ rằng như bản thân chúng ta thì thấy đó là sự không công bằng. Mình nhào ra mình lý luận. Nhưng người đã tin sâu nhân quả muốn sanh cực lạc họ cũng không cần bởi vì làm điều đó với họ.
Tại vì họ muốn trả phước cho rồi, vì nhào ra làm gì? Vì nhào với ông khác nào, quý vị cũng có cái nghiệp trước trong đó, thì cứ nhào ra, thích thì cứ nhào ra thôi. Nên chúng ta chỉ có cái mạng cùi này thôi, muốn sanh cực lạc mà chửi vô cái cục phân này, như Đức nói, như Đức nghe, chửi vào cái cục phân hôi thối này, quý vị cứ tha hồ mà chửi thoải mái đi, đâu có gì đâu quý vị, đúng không? Hồi đó như Đức trong ngôi Tam Bảo, như Đức mang cái cục phân hôi thối này đi vòng vòng xung quanh chùa để mà làm nhiều việc này việc nọ, việc thiện việc ác, đủ thứ loại tâm tư, thấy không? Trong cái nhân cái quả nó có thiện có ác nằm bên đó. Dù bạn có làm bao nhiêu việc thiện đi chăng nữa, chỉ cần bạn làm một điều gì không phải, thì trong lòng của chúng sanh chúng ta sẽ xem tất cả việc thiện của bạn là ở dưới sình, còn cái việc ác của bạn thì nó được phơ bày, phải cao lên nữa, phơ bày đến mức mà người ta muốn bạn không còn xuất hiện ở trong cái cuộc đời này. Đó là tâm của kẻ phàm phu chúng ta đó quý vị. Bạn đừng nói là chỉ là phàm phu là cư sĩ nghe quý vị. Đa phần chúng ta đều là phàm phu. Hãy tin nhân quả đi bạn. Bạn hãy tin nhân quả đi. Tất cả những gì bạn nghĩ, bạn tính và bạn làm là nhân. Tất cả những điều đó quả báo sẽ đến với bạn, tùy vào thiện hay ác. Bạn hãy tin đi. Nó sẽ không bao giờ tha cho bạn đâu. Thật sự không bao giờ tha cho bạn đâu. Đó. Giống như cỡ Tào Tháo thông minh cỡ nào, cuối cùng Tào Tháo thông minh đến mức mà Tào Tháo đi làm súc sanh. Hay lâu quá tụi không ngày giảng. Tào Tháo thông minh đến mức mà Tào Tháo đi làm súc sanh. Kinh khủng không? Đó. Cả đời của Tào Tháo cực kỳ thông minh luôn. Tào Tháo vừa mất đi thì Tào Phi, con của Tào Tháo, đem vợ của cha về dinh mình hết. Tào Tháo tính ra xây 72 phần mộ. Người hỏi Tào Tháo vì sao xây 72 phần mộ, Tào Tháo nói rằng vì ta tạo nghiệp cho chúng sanh nhiều quá, ác quá, xây 72 phần mộ để người tìm mộ ta tìm không ra mộ của ta. Nếu xây một phần mộ sợ nó quặt mộ Tào Tháo, nên Tào Tháo kêu xây 72 phần mộ. Bạn có thông minh cỡ nào cuối cùng đi làm súc sanh, việc này có đáng hay không? Chúng ta hãy ngồi suy nghĩ lại. Thà mình làm một con người ngu khờ niệm Phật để sanh cực lạc. Bạn có ngu khờ hay không? Không. Bạn quá khéo léo giả treo, bạn quá khéo léo miệng mồm, bạn trả treo đủ chuyện, miệng không xương nhiều đường lắc léo, lưỡi không dành nó méo tứ tung, bạn làm đủ cái, người ta cho bạn rất là lanh lẹ thông minh, cuối cùng chính bạn đi vào tam đồ ác đạo. Điều này đáng sợ hay không quý vị? Nên quý vị nhớ rằng là cái nghiệp duyên những đến cái cuộc đời này cũng gieo những cái nhân này cũng lớn lao vì nghịch cảnh. Thiện duyên cũng lớn mà nghịch cảnh cũng lớn chứ không giỡn nghe quý vị. Thì thuận cảnh và nghịch cảnh hai bên nó song song với nhau. Nếu quý vị phát thiện cảnh mạnh thì nó cũng sẽ phát nghịch cảnh mạnh thôi. Quý vị coi, một cây sắt thô muốn trở thành một miếng thép sử dụng được thì bạn phải trải qua lửa đốt chứ. Quý vị nói tự nhiên bây giờ bạn phân kim vàng là bạn có thể sử dụng được sao? Bạn phải phân kim thiệt kỹ, lọc sạch ra, rồi lúc đó bạn mới làm cái trang sức. Nhưng nó phải có hình mẫu, chiếc nhẫn kiểu gì, bạn mới đổ ra, từ vàng đổ ra thành chiếc nhẫn đó được. Vậy thì một con người bạn muốn làm Phật, muốn gì cực lạc, thì bạn cũng phải chịu cái lửa của ngũ dục lục trần khảo đảo bạn chứ. Bạn nói bạn ngồi yên đó sao? Có những việc người ta làm không vừa mắt bạn, có khi người ta buông xuống rồi còn bạn đi gánh lên, điều đó mới là đáng thương đó quý vị. Thật sự, quý vị thấy không? Những đức sống lúc nào cũng đa phần có nụ cười, từ trong chùa tới ra khỏi chùa. Quý vị thấy lúc nào những đức cũng sống có nụ cười. Lúc bên cạnh những đức mấy chục ngàn người, lúc bên cạnh những đức một mình những đức cũng cười. Quý vị đi gánh lên những việc mà không vừa lòng vừa ý làm chi? Đây là cái khổ của chính mình, đáng thương thiệt. Bạn phải suy nghĩ kỹ lại, suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như mình mà mỗi ngày niệm Phật lễ Phật thì bản thân chúng ta sẽ đi vào cái chỗ tin nhân quả.
Nếu như bạn tin nhân quả, bạn sẽ tự tại liền, chắc chắn luôn. Bạn đừng bao giờ nó cho rằng là bạn là người sống rất là nhiệt tình, rất là hết lòng với vợ, với chồng, với gia đình, làm thầy nhiệt tình với người ta. Tại sao người ta phản mình? Tại sao người ta dối gạt mình? Tại sao người ta hắt hủi mình? Bạn tin nhân quả không? Không. Không thì bạn cứ lao theo. Bạn tin nhân quả không? Tin. Tin thì bạn khỏi cần buồn phiền. Bạn muốn giải sanh cực lạc không? Muốn. Muốn thì bạn cứ trả đi. Từ xưa tới nay, chư Phật Bồ Tát tu hành, thánh hiền tu hành, đều phải trải sự khổ đau vô cùng lớn lao. Pháp thế gian mà người ta còn nhẫn nhịn mà người ta ăn phân để mà người ta chờ cơ hội báo thù. Bạn đi vào sức thế gian pháp mà bạn không nhẫn được sao? Đức Phật thì hiện làm Phật kìa, ngoại đạo còn lét chà rai, giải ngoài đường cho Phật đi ngang cho chảy máu chân kìa. Đó. Bạn nghĩ Phật mà còn như vậy? Đức Phật đã thành Phật rồi mà 3 tháng ăn cư kiết hạ trở ngại, Phật còn phải ăn lúa ngựa kìa. Đó. Phật đã thành Phật rồi mà gần tỉnh xá Phật, người ta còn cho người nữ đến hại, giết người nữ, chôn xác gần tỉnh xá để mà du oan cho Phật kìa. Quý vị coi lịch sử của Phật phải không? Đức Phật làm Phật rồi đó mà còn phải chịu sự khảo đảo như vậy đó. Đức Phật đã thành Phật rồi mà Đề Bà Đạt Đa thì hiện đi theo Đức Phật mà để muốn phá tăng đoàn của Đức Phật nữa, thì thấy chứ. Không chi chúng ta là một kẻ phàm phu bình thường, bạn muốn giảng sanh cực lạc bằng cái miệng hả? Cái tâm chúng ta chưa phát. Nên quý vị nó thấy rõ ràng, bản thân những đức khi ở trong ngôi Tam Bảo cũng nhiệt tình, những đức mắc sạch tất cả, có mắc không? Không. Vì những đức còn niệm Phật là không có cái gì mắc cả. Ở trong cái cõi này, đó mắc đó, thấy đó, tiêu đó, tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng, như xương cũng như tiết, như một ánh chớp ban mai, như một ánh chớp thôi, như một xương buổi sáng sớm. Không? Bây giờ những gì mình tạo ra nó mất đi, bạn sẽ như thế nào? Chồng bạn rất là thương bạn, rồi không thương bạn, bạn theo cái cảm nhận đó mà bạn khổ đau. Tại vì bạn không tin nhân quả. Bạn chơi với bạn rất nhiệt tình, bạn nghĩ bạn, bạn cũng rất nhiệt tình, cái gì bạn cũng nói cho bạn nghe, cuối cùng bạn của bạn lại bán đứng bạn. Nếu bạn tin nhân quả thì tốt, mình cứ làm cái nhiệt tình của mình thôi. Đó. Bạn tin tưởng người ta, bạn đưa tiền cho người ta mượn, cuối cùng người ta không trả cho tiền cho bạn mà người ta còn giật luôn. Nếu bạn thật sự tin nhân quả và muốn giảng sanh, tốt, món nợ này trả phước cho rồi. Mình đã thiếu thì giờ trả thôi, thiếu nợ thì trả thôi, than van làm gì. Nếu như chúng ta đều là những người niệm Phật muốn sanh cực lạc mà tin nhân quả như vậy thì tuyệt quá. Những điều chia sẻ này bạn có thể nghe được hay không? Bạn có thể muốn giảng sanh hay không? Nếu thật sự chúng ta muốn giảng sanh thì chúng ta hãy trả đi. Phật nói trong kinh nhân sinh thù nghiệp mà. Ai giúp bạn bằng chính bạn giúp bạn. Trong kinh Lăng Nghiêm, khi đoạn của A Nan, A Nan nghĩ rằng A Nan với cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni là anh em chú bác. Bây giờ Đức Phật đã thành Phật như vậy, A Nan cứ tu lê rai thôi. Tại vì anh em chú bác mình là Phật mà, có gì còn có Phật. Nhưng khi A Nan đụng tới Ma Lăng Già thì từ đó về sau A Nan mới thấy rằng thì ra Phật tu Phật đắc, A Nan tu A Nan đắc. Phật chỉ đem cái giáo pháp để chỉ A Nan thôi, nhưng chính A Nan phải hành trì chứ không được lơ là, không được giải đãi. Chúng ta mỗi người cũng vậy quý vị à, cũng phải siêng năng tinh tấn mà tu, chứ không có ai tu giùm mình, cũng không ai đưa mình về thế giới cực lạc được đâu. Quý vị phải nhớ kỹ. Thí dụ như bây giờ chúng ta tu hành 10 phần phiền não, bạn tiêu được một phần phiền não thì Phật gia trì cho bạn một phần. Nhưng bạn phải tiêu một phần, bạn phải tiêu một phần thì Phật mới gia trì cho bạn một phần. Bạn tu được 2 phần, Phật gia trì cho bạn 2 phần. Nhưng bạn mới được 2 phần. Bạn không có tiêu một phần phiền não nào, lấy đâu mà sự gia trì cảm ứng? Nên bạn muốn cảm ứng thì bạn phải làm. Bạn phải làm. Thí dụ như giờ tôi trong chùa, tôi làm nhiệt tình, Phật gia hộ cho tôi, làm lúc nào cũng có để làm cho chúng sanh. Bạn thấy không? Vì tôi muốn làm, tôi không có tiền, nhưng tôi thật sự muốn làm. Người mù tôi muốn làm, cho đồ người tôi muốn cho, thật sự tôi làm. Nhiệt tình nuôi người già tôi nhiệt tình.
Nên tôi muốn làm, Phật sẽ gia hộ cho tôi làm. Thầy thấy rõ ràng chưa? Cái quan trọng là bạn có thật sự muốn làm gì chúng sanh hay không. Bạn muốn làm, Phật sẽ gia trì cho bạn. Bạn giả dối nội tâm thì cảm ứng đâu mà cảm ứng với Phật. Giả dối mà Phật á, là không phải là chúng ta năn nỉ Phật mà cảm ứng, mà Phật nhìn thấu được tâm can của mình. Mà cái nhìn thấu đó là do nguyện của Phật. Nhiều đời nhiều kiếp Phật cũng chân thành để làm Phật, thì chúng sanh phải chân thành mà cảm ứng. Chứ không phải là bạn chân thành là Phật đến giúp bạn, không phải. Mà là cái nguyện của Phật đã nguyện rồi. Cái nguyện nó sanh cái phước duyên đầy đủ viên mãn, công đức đầy đủ hết trơn nằm bên trong. Bạn chỉ cần chân thật cái tâm thì cái nguyện sẽ gia trì. Bạn phải tin chỗ này đó. Nếu như 10 phần phiền não bạn không tiêu một phần nào, lấy đâu mà cảm ứng, hiểu không? Nó đó là trong đạo những đức thấy rõ ràng. Những đức bước ra khỏi chùa, tâm những đức cũng muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Cái tâm này của những đức muốn nè, muốn gì chúng sanh mà những đức làm nè. Nên Phật chỉ điểm những đức. Bây giờ ông không còn cái đạo tràng thế gian, tôi cho ông đạo tràng không chung. Quý vị coi đặc biệt không? Đạo tràng thế gian đã làm rồi, ông đã làm rồi, ông tạo sẵn rồi, cái gì cũng đầy đủ rồi, xe cộ phương tiện, bất cứ một cái gì trong đó cũng đầy đủ hết trơn rồi. Để cho người ta làm đi, người ta làm cho ông, cổ phần của ông để ở đó, nó sanh lãi cho ông. Ông không có lấy cái lãi đó, đúng không? Nhưng cái lãi đó gỡ về cực lạc cho ông đó. Vì sao? Vì cái tâm ông làm, cái thân ông làm đã để lại, thì bây giờ tiếp tục người ta làm là ông có lãi nằm trong đó. Người ta làm cảm ơn người ta. Còn bây giờ tôi cho ông một phương pháp khác nữa, đó là cho ông một cái đạo tràng trên không trung cho ông độ chúng sanh. Trên không trung mở rộng phạm vi của cư sĩ ra, xã hội, nhà nhà mà tu hành. Như mấy năm trước ông ở chùa thì ông phát động một cái là người ta khắp nơi nơi, tại vì chùa ăn Tết. Có những người mà gia đình người ta phải la gầy người ta, Tết nhất mà mày không ở nhà với cha mẹ mà mày đi vô chùa, mày làm gì mày đi vô chùa tối ngày vậy? Khi tôi trong chùa, nhiều người dịp Tết đi vô chùa ào ào vô. Bây giờ Tết khi tôi làm cư sĩ thì tôi khuyên mọi người năm nay ở nhà ăn Tết với cha mẹ. Điều đó không có sai, vì khi tôi ở chùa tôi dạy người đúng trong chùa. Còn quý vị ở chùa, quý vị có quyền kêu người ta vô chùa ăn Tết. Người ta có vô không? Không vô đó là chuyện của người ta. Còn ngày xưa tôi kêu là người ta vô đó. Có nhiều người nói rằng trời ơi cái lực thầy mạnh quá, nói không vô không được, phải vô. Bây giờ tới tôi ra ngoài tôi nói năm nay quý vị phải ở nhà ăn Tết với cha mẹ. Điều đó có sai không? Không, không có sai. Vì tôi đâu có đòi hỏi cái gì quý vị đâu, chứ đâu kêu quý vị đưa tiền cho tôi đâu. Điều là tôi muốn cho quý vị lợi ích. Năm xưa tôi trong chùa tôi muốn cho quý vị như vậy lợi ích. Năm nay tôi ở ngoài cư sĩ, tôi muốn quý vị ở nhà niệm Phật trong dịp Tết, ở nhà với cha mẹ, gần với dòng họ bà con. Đó là điều lợi ích. Tôi nhìn lại pháp không định pháp. Bạn nói tôi dẫn dắt như thế nào? Pháp không định pháp. Tôi có quyền đưa cái pháp làm sao cho chúng sanh lợi ích. Tôi không đòi hỏi họ cái gì cả. Tôi không kêu họ cho tiền tôi, tôi không kêu họ cho nhà tôi. Tôi chỉ mong họ lợi ích. Nên lúc tôi ở trong chùa thì cái phạm vi tôi nhìn là như vậy. Khi tôi bước ra ngoài, phạm vi tôi nhìn khác lại. Miễn làm sao đúng pháp là được rồi. Miễn làm sao đừng làm cho người ta đi sai là được rồi. Nên năm nay bạn cứ ở nhà bạn ăn Tết, còn bạn muốn vô chùa ăn Tết là chuyện của bạn. Những điều đó là bạn quyết định, chứ không phải tôi quyết định cho bạn. Nhưng bạn phải suy nghĩ cho kỹ. Mấy năm nay mình đi vô chùa, năm nay mình ở nhà, cha mẹ người thân mình sẽ thấy lạ, cũng tu tập được, mà cũng gần với bà con, anh chị em, cha mẹ. Tự nhiên giữa đời đạo nó hòa lại với nhau, tuyệt vời, đặc biệt. Nên Phật đưa tôi ra làm cư sĩ, cho tôi một cái đạo tràng trên không chung. Tôi sẽ làm tặng đáy lòng của tôi với đạo tràng trên không chung này. Đó là mỗi ngày tôi tu với quý vị 5-6 thờ, rồi còn gì, hiểu không? Đó. Nên tôi mong những người, tất cả những người mà biết tôi, đừng có bao giờ nói tôi thiệt thòi mà đi nói những anh em huynh đệ của tôi. Tôi đã nói rất nhiều lần, những anh em huynh đệ làm, đó là điều tôi đã từng hướng dẫn các ông. Tôi không cần các ông nghĩ đến tôi, các ông cần thương các cụ già, đó là nghĩ đến tôi. Nghĩ đến tôi làm gì? Việc của tôi bây giờ đang làm như vậy, việc của các ông đang làm như vậy, chúng ta đi đối lập nhau làm gì? Các ông cứ làm cái việc của các ông, nuôi các cụ già đi, khuyên các cụ niệm Phật, đó là tùy các ông có cái sự quyết định. Hướng dẫn niệm Phật bằng cách nào, đó là chuyện của các ông. Tôi đâu có buộc ràng người ta,
Hiểu không? Nên quý vị đi thấy tôi thiệt thòi, vì đi nói người ta làm gì, vì tạo khẩu nghiệp. Tôi nói rất nhiều lần đừng đụng vào nhân quả của tôi. Tôi đâu có kêu quý vị phải xen vào nhân quả của tôi. Lúc tôi mà chuyện này chuyện kia tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, tiếc đối, không bao giờ chửi mắng ai, vì tôi không muốn ai phải tạo nghiệp cho tôi, để tôi giả nghiệp cho xong, để tôi muốn giảng sanh, tôi muốn về thế giới cực lạc. Hiểu không? Trong cuộc đời của những đức thật sự biết ơn hai vị thầy, hai ngôi chùa, cả đời biết ơn. Biết ơn bằng cách nào? Bây giờ nè, tôi bước ra tới làm cư sĩ rồi, tôi vẫn biết ơn quý vị. Và mỗi ngày tôi hướng dẫn người ta niệm Phật, vì hai vị thầy tôi biết đều là khuyên người khác niệm Phật, và Thượng Tịnh Không cũng khuyên người khác niệm Phật. Tôi đọc sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân cũng khuyên người khác niệm Phật. Cái biết ơn mà tôi trả cho họ bằng cách là tôi khuyên người niệm Phật. Trong hoàn cảnh nào tôi cũng khuyên người niệm Phật. Tôi đúng tôi cũng khuyên người niệm Phật. Tôi sai tôi cũng khuyên người niệm Phật. Tôi như thế nào tôi cũng khuyên người niệm Phật. Và bản thân tôi cũng muốn niệm Phật để sanh cực lạc. Nhớ kỹ điều này. Quý vị phải mạnh mẽ quyết đoán cuộc đời của quý vị. Đừng bao giờ xen vào nhân quả của ai. Đừng bao giờ cho người khác thiệt thòi hoặc bạn thiệt thòi. Hãy tin nhân quả đi bạn. Bạn hãy tin nhân quả đi. Như vậy thì cuộc sống bạn rất tự tại, tuyệt vời. Đừng đụng vào nhân quả của ai. Đừng đi chửi mắng ai. Đừng bước vào thị phi. Bạn ham thị phi quá. Bạn muốn bị cắt lưỡi sao? Bạn ham thị phi quá. Bạn thích đi coi thị phi sao? Thị phi thì bạn coi rất là nhiều. Tôi nói như vậy, bạn cứ hiểu đi. Thị phi thì bạn đi coi nhiều. Những điều này bạn không chịu coi. Bạn cho rằng là đang đụng chạm bạn đấy. Nhưng cái đụng chạm này để phát tự tánh Phật của bạn ra. Thì sao bạn không để cho nó đụng vào để phát tự tánh Phật? Bạn đi tìm cái thị phi làm chi? Nếu bạn thích, đó là chuyện của bạn. Nên chúng ta nên niệm Phật nghe quý vị là hay nhất. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.